Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình có nhận được một miếng nhíp của một anh khách ở trong Bình Dương anh ấy gửi ra. Và anh ấy nói là đây là một cái xe nhíp Liên Xô. Rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi cơ. Đây, đây là cái mấy chỗ này là có lỗ này. Chỗ này dày khoảng là 7 ly đến 8 ly. Không phải 8 ly đâu, cái này 1 cm. Nhưng mà đến đây thì phần này nó lại mỏng này. Nghĩ chắc là cái chỗ này thì là trước là được đập đi rồi để làm cái gì đấy. Chắc là được đập đi rồi làm cái gì đấy. Một thanh nhíp của Liên Xô anh ấy cất rất là lâu rồi, phải mấy chục năm rồi cơ. Đây thì anh gửi ra cho mình để đánh hai con dao chặt gà. Với một hai con dao thái nữa. Thì bây giờ thì mình sẽ đánh đi đánh ra hai con chặt gà cho anh đấy. Đấy, bây giờ thì sẽ chia thép để làm ra hai con chặt gà. Cái miếng này thì nó rơi vào 2 cân. Đấy, bây giờ chia giúp thợ sẽ chia giúp cho mình là hai con chặt gà này. Đây bên này đánh chặt gà này. Cán gỗ. Chặt gà cán gỗ. Còn cái phần mỏng mỏng này thì tí nữa thì anh sẽ đàn ra cho em để em đi làm con dao thái. Nhá. Đàn mỏng mỏng ra là được. Thế cái này thì cắt đến đâu đây? Đây, cắt đến đây. Cắt đến đây, còn phần này là mấy khác đúng không? Ừ. Còn hai phần này là chặt gà phải không? Cái này 1 cân dịch vào đây rồi, còn cái phần này phải mài đi này. Đây nó lứt vào đây này. Ok. Bây giờ anh làm đi. Nếu cần thiết thì cứ đến tận đây đi. Thái thì chỉ cần lọc, chỉ cần mỏng thôi mà. Vì lọc nhỏ. Lọc nhỏ thôi. Nên cứ đánh vào đây đi. Không biết cắt đôi này ra còn đánh rộng ra cho em là được. Nhá. Ok, triển khai thôi. Let's go. Đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha các bạn ơi. Gà đây. Phần này thì sẽ là hai con dao lọc cho anh ấy. Đấy, thoải mái đập. Đây chặt gà. Bắn vào đầu ấy, cái này nguy hiểm phết đấy. Ở đây mình còn có cuốc làm bằng nhíp nhá. Cuốc này đây, lưỡi này, lưỡi nhíp này. Còn cái và cái cổ để tra cá này thì sẽ được hàn rất là chắc chắn vào đây. Đấy. Nhíp này là nhíp Nga đỏ, nhíp đỏ nhá, nhíp Nga nhá các bạn nhá. Nhíp Nga. Đây là đang làm đánh ra. Sau đó là hàn chắc chắn vào. Loại này thì tôi xong một cái là cứ thế là cuốc. Đấy, cuốc dần thì nó sẽ càng ngày càng sắc. Tôi phần lưỡi này. Con này thì mới là thô thôi, chưa đánh xong cơ bản. Bạn nào muốn mua cái cuốc thì này thì các bạn ghi bê trực tiếp cho mình số điện thoại này nhé. 0979 110 188. Đấy, cuốc nhíp chuẩn. Thì cầm vào nó khác rồi. Những cái cuốc ở ngoài chợ mà nó cỡ như thế này ấy thì cầm nó rất là nhẹ bởi vì nó không phải là thép ấy. Còn cuốc như thế này cầm thì nó rất là đầm tay này. Đấy, cuốc này nó có cân nặng của nó là khoảng 1 cân 2 nhá, 1 cân 2 cái cuốc này.
Chiều dài là từ đây đến đây là 22, rộng 8 cm, 22 rộng 8 cm nhé. Đây một cái cuốc như này, 22 rộng 8 này, làm bằng nhíp Nga đỏ. Cái này thì mới là phôi thôi chứ chưa hoàn thiện đâu nhé. Đây là một miếng nhíp Nga thì sẽ làm một cái thuổng, cho một chú ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Chú ấy đặt bây giờ là đang đánh cây thuổng, cây thuổng cho chú trong thành phố Hồ Chí Minh. Nghe không cần dài lắm ấy đâu nhá. Cắt đi.
Đấy các bạn nhờ, nhí dao chặt xương 1 cân đây các bạn nhé, nhíp đây. Phần núm này, núm vú đây. À núm của nhíp. Không phải là nói nhầm. Quen mồm ấy. Đây nhớ mồm. Gần đây là cái núm của nhíp nha. Đây lỗ rốn này. Đấy, nó có cái gì à bạn ở đây nhưng mà cắt đi này. Ok nha. À, đây thì xong phần cái phôi này rồi thì nó đánh cong lên.
tầm tầm đấy rồi. Thì mình đang đập nốt một cái thuộc đào đất để bắt chuột đồng cho anh Phạm Văn Quang ở Hà Nội. Anh ấy làm cái thuộc thì không quấn cán mà chỉ làm nhọn đầu, sau đó anh ấy về anh ấy hàn ống sắt vào. Con này nặng khoảng cân 3 đến cân rưỡi, rộng 8. Đây là cái thuộng thử xỏ vào cái lỗ cán phi 34 phải không anh? 34 hoặc là tự làm cán gỗ cũng được. Đấy, xỏ vừa này. Thì cái hàn thắt ở đây là được. Ok nhé. Cái này thì chuối là dùng để chuyên để chuối đào cây cảnh với chọc rễ của cây. Vừa đúng vậy. Vừa đúng luôn. Ở đây là cái miếng nhíp còn lại hôm qua của anh đấy, thì bây giờ đang lấy cho chú để chú đánh nốt cho anh ấy hai con dao thái lọc. Đây là chú đã cắt ra làm hai miếng rồi, mỗi bên đánh một con.
lấy mỏng là được. Vâng. Ở đây thì mình đi rèn dao thì có chú thì cũng đang nấu cao ngựa luôn. Thì tới này sau đây thì sẽ có video về cái nấu cao ngựa này nhé. Các bạn hãy chờ đón xem là cái cao ngựa chuẩn nấu thủ công 7 ngày 6 đêm. Đấy. Cao ngựa này thì là cao ngựa nâu. Ăn vào thì rất là tốt cho sức khỏe, xương khớp. Chú đi nấu hôm nay là ngày thứ ba. Mình quay từ ngày đầu tiên, từ lúc mà chuẩn bị bắc nồi cơ. Đấy. Đây toàn xương đây này. Vâng. Đây là toàn bộ đều là xương ngựa nhé các bạn nhé. Không hề phải cho một cái bất kỳ một cái nào lẫn vào được, bởi vì cái này là chú là vừa làm vừa dùng luôn. Này, vừa bán vừa dùng, vừa để ăn. Bán vẫn bán nhưng dùng vẫn cứ dùng. Ở đây là cái mũi con ngựa nhá. Cái này là cháu cái nói là làm bị lên gì là nó đôi bôi mà được không chú? Cái này là cái này trẻ con nó bị cam mấy cam mũi cam miệng cái gì đấy. Vâng. Thì làm như nào nhỉ? Là lấy về là đốt xong là cạo ra lấy này bôi vào khỏi. Đốt cạo ra vừa khỏi đúng không ạ? Ừ, mũi. Thối thối ở trong miệng ấy nó mọc lên thối ở trong miệng. Rất là tốt. Cái này này chữa được mà. Cái này hiếm lắm. Ừ. Thế mấy người nấu xương nấu này thì là có. Mình này là vâng. Có thôi chứ còn những người khác có lúc là tìm chết không có đâu. Tức là chữa cam. Ừ, chữa cam rồi cho trẻ con đấy. Ừ. Nói còn gì không chú? Cái cam miệng thôi, chỉ thế thôi. Hay là nếu như mà bị thương chảy máu ấy là lấy cái này lấy đốt xong là cạo lấy cái bột này rắc vào nó cũng khỏi nhanh. Bây giờ thì sẽ là cái công đoạn quan trọng nhất, đó là tôi dao. Bây giờ thì chú đang lấy dao để tôi luôn cho anh Tín ở Bình Dương. Anh gửi cái thanh nhíp ra cho mình làm. Anh ấy tin tưởng gửi cho mình làm cho anh cái hai con chặt gà và hai con dao thái lỏng. Rất là bắn, hình như là chúng phải cái mấu hay sao chú ạ? Chúng cái mấu hay sao, bắn ghê thế. Đấy. Ôi. Đấy. Ui, nước tôi gọi là siêu đẹp. Nhìn ghê không? Nhíp nó lên màu đẹp thật. Nhíp Liên Xô cũ, anh ấy nói là phải được mấy chục năm rồi. Thế còn đây sẽ tôi cho con dao chặt gà. Chặt gà này. Đấy, tôi xong hai cái con dao lọc cho anh ấy rồi. Đây là vẫn nóng này. Đây, rất là đẹp đây. Gà này, khỏi chê thôi.
màu tôi rõ ràng rất là ok này. Đấy thì còn hai cái thuổng nữa, chúng tôi nốt hai cái thuổng nữa là ổn. Cái này là thủng đào đất mà. Đào gốc cây. Kiểu mẫu này lạ nhỉ. Chưa ai đánh mẫu này bây giờ. Này là người ta đào chuột. Anh ở Hà Nội anh ấy đặt đi đào chuột. Đào chuột phải rồi. Cái này thì là chú ở trong thành phố Hồ Chí Minh chú ấy đặt để dễ cây cảnh. Vừa đục vừa đào vừa đục dễ cây cảnh luôn. Cây cảnh đây rồi. Còn cái này là đào đất. Đào đất như đào chuột đấy. Bây giờ thì mình đã làm dao xong cái con dao chặt gà này. Anh Tín anh ở Bình Dương gửi nhíp Liên Xô, anh để ở nhà anh ấy mấy chục năm rồi. Nhíp cổ nha các bạn nhé, nhíp Liên Xô. Đấy, làm hai con dao chặt gà và hai con dao thái như thế này. Lọc. Đấy. Dao thái lọc của anh ấy đây. Đấy. Tất cả những con dao hiện tại của bây giờ của mình thì đều được tra keo AB nhá, rất chắc chắn nên là các bạn không phải lo là tuột cán. Đấy, từ hôm nay từ những con dao này trở đi là mình đều tra keo AB hết. Đấy, trước thì chỉ đóng cán thôi, nhưng bây giờ thì sẽ tra keo để đảm bảo là khi các bạn dùng thì nó không bị sút cán. Đây là cái con dao làm từ nhíp của anh Tín, anh ấy gửi ra cho mình. Đấy. Về cái dòng nhíp thì các bạn biết rồi đúng không ạ, nó nổi tiếng vẫn là rất là sắc bén, nhưng nhược điểm duy nhất của nó sẽ là gì? Và các bạn sẽ phải bảo quản bằng cách là lau khô con dao sau khi dùng xong và bôi dầu ăn lên bảo quản, thì cái vấn đề rỉ thì nó sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa. Các bạn dùng thoải mái. Như con này đây mình bôi dầu ăn lên đây, các bạn thấy không? Nó vừa bóng con dao. Đấy, sử dụng thì ok, thái thịt các kiểu thái rau thì thoải mái không sợ. Bây giờ sẽ test thử cho các bạn xem là chặt gỗ nghiến nó như thế nào nhá. Con dao này thì anh ấy muốn dùng để là chặt gà này. Con chặt gà này rất là ok luôn, thoải mái. Đây. Các bạn thấy miếng gỗ nó chặt đúng không ạ? Thớ gỗ chặt rất là bay mịn. Đấy, bám gỗ. Đấy, và khi các bạn thấy mình chặt là mình chặt vuông góc đúng không ạ, chứ không phải là chặt nghiêng hẳn con dao đi, để đảm bảo sao cho cái lực test nó là ổn nhất. Đấy, như thế này là dao nước tôi là ok này. Đây các bạn xem, các bạn xem nhé. Đấy, không quăn không mẻ. Đấy, không quăn không mẻ nhé. Đấy, cái này thì tất cả những con dao này khi mình mài thì nó chỉ mới là đến một cái độ sắc bén nhất định thôi. Tại vì một ngày thì em phải mài khá là nhiều dao nên là cũng thật sự là để mài kỹ từng con một thì nó cũng là hơi là khó.
Nên là các bác khi mà đã mua dao về dùng đối với những hàng rèn như này ấy, thì các bác sẽ ở nhà thì các bác sẽ có cái đá mài, các bác tự mài thêm. Đấy, tự mài thêm nhá. Thì nó sẽ được sắc bén hơn. Đấy. Đây con dao này thì em cũng đã test cho anh đấy rồi, đảm bảo là ngon. Này, dao lọc anh có hai con này. Này, làm cho anh hai con này này. Đấy. Đấy, anh này thì anh Tín thì anh lại được anh bạn của anh ấy giới thiệu khi đã được mua dao với em rồi. Và anh ấy thấy uy tín nên anh ấy đặt gửi thép ra anh ấy làm. Thật ra thì có làm dao cho một anh ở Hải Phòng. Đấy, anh ấy đặt một con chặt gà, một con dao thái. Đấy, một con gọt hoa quả thép lò xo. Đấy, con này thép lò xo nhá. Đấy. Thép lò xo thì em vẫn bán dao chặt gà là 250. Dao như con này mà cán gỗ mun thì là 320. Đấy, còn cán gỗ muồng thì là 250. Con dao thái cán gỗ muồng là 230 nhá các bạn nhá. Đây là con gọt quả gọt rau ở trong bếp này. Tất cả đều thép lò xo, rất sắc bén. Dùng nếu các bạn cảm thấy đó là thép không chuẩn thì có thể nhắn tin cho em lập tức em bắn trả tiền ngay cho các bác. Nếu mà các bác dùng nó không tốt. Đây là một chú ấy thích sưu tầm dao này. Chú ấy đặt một con dao thép lò xo, dao lọc. Con này thì lưỡi chỉ khoảng 10cm thôi. Kiểu là lọc thịt đấy. Đây có mấy con dao mèo nhỏ này. Đây. Một con dao mèo nhỏ lưỡi khoảng 18 thì phải, 18cm. Con này cũng là dao chặt gà cán gỗ muồng đây. Con này 250. Đấy. Dao mèo đây. Anh ở Hải Phòng anh cũng đặt luôn thêm một con dao nhỏ như này nữa để anh ấy. Con này thì chưa mài đâu, những con nào mà chưa bôi dầu tức là mình chưa mài. Đấy, chưa mài lưỡi. Đấy, con này thì mài rồi. Con này thì anh ấy để cắt tiết gà ngan vịt. Đấy, anh ấy bảo là mua ở chợ thì nó cùn rất là nhanh nên anh ấy không thích. Nên là đặt một con như thế này. Đấy, con này xinh xinh này thì vừa mổ gà được này, vừa cắt tiết ngan vịt ok này. Đấy. Đây là con dao chặt củi. Con dao chặt củi cho anh ở Cao Bằng. Anh ấy đặt dao chặt củi một má tay phải. Con này là con dao lọc cũng gửi cho anh ở Cao Bằng này. Lưỡi thôi, anh ấy chỉ đặt lưỡi thôi. Tất cả đều thép lò xo nhá. Ngoài ra đây là cái thủa. Thủa cái đào cây này. Đây là một cái thủa cho anh Quang ở Hà Nội. Anh còn đặt cả dao chặt gà thái cơ. Xong hết rồi, ngày mai sẽ gửi cho anh đấy. Ngoài ra thì có dao chặt xương 1 cân thì mình cũng có quay nhưng mà do là rất là muộn nên là không kịp làm. Thì sẽ lên ở video sau và test thử dao cho các bạn. Thì con dao chặt xương 1 cân đấy thì sẽ test thử chặt sắt phi 6. Xem nó như nào. Nhíp thì là nhíp Nga, nhíp rìa nhá. Còn đây là vẫn là cao ngựa. Đấy, mình đang làm một cái video về việc nấu cao ngựa ở trên chỗ mình. Đấy, cao ngựa thì rất là chuẩn. Đảm bảo là thủ công nấu tận 7 ngày 6 đêm. Đấy, rất tốt cho những người chúng ta về sức khỏe. Ăn vào thì nó khỏe người. Đấy. Đây, màu cao ngựa nâu, giá nó phù hợp lý chỉ có vài trăm nghìn thôi. Đấy, mình thì bản thân em thì cũng đang dùng cái cao ngựa nâu này. Đấy. Làm quà biếu này cũng rất là tốt này. Đấy. Ăn thẳng cũng được, không phải nấu gì cầu kỳ cả đâu, cắt nhỏ ra và ăn thôi. Mỗi sáng thức dậy chúng ta làm một viên, khỏe người. Đó là về cao ngựa nâu. Đấy, nấu thủ công nhé. 7 ngày 6 đêm nấu liên tục. Đấy, và nguyên chất. Đến đây thì em xin phép được kết thúc video tại đây. Để cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đăng ký kênh ủng hộ cho em. Đấy, rất mong các bác là sẽ còn ủng hộ em nhiều hơn nữa. Và chúc các bác sẽ tìm được cái con dao nhà bếp ưng ý cho mình. Bác nào muốn mua dao thì IB trực tiếp cho em số điện thoại 0979 110 188. Em chuyên dao lò xo, dao thép nòng súng, nòng pháo, nòng xe tăng, đa số các loại thép, thép supap cũng có, đấy rất nhiều. Đấy, và đảm bảo là hàng chất lượng, một đổi một nếu bị lỗi. Đấy. Tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.